Hà Nội, thành phố 7 triệu dân đã bước vào mùa hè. Nhưng cái nóng dường như không làm cho không gian chật chội của đường phố phình nở ra. Dẫu vậy, một cách bản năng, con người và những sinh vật đều biết cách xoay sở lấy một không gian nhỏ bé của mình. Giữa một miền nhiệt đới, chúng ta chờ đợi sự xuất hiện của những sinh vật sống, của những âm thanh thiên nhiên từ những tán cây trong thành phố. Những ấu trùng ve đã chui ra khỏi lòng đất, nhưng rồi rất nhanh chóng lại mất hút trong những vòm lá. Tiếng ve, dấu hiệu đầu tiên và quen thuộc của mùa hè, dường như đã biến mất trong một mớ hỗn độn của âm thanh đường phố. Và chúng ta bỗng nhận ra giữa sự ồn ào này, một sự lặng im khủng khiếp, sự im lặng của mùa hè. Mùa hạ thường được báo hiệu bằng một trận mưa rào cuối tháng 4. Một trận mưa ồn ào trên những mái tôn của thành phố. Sau những trận mưa lấm tấm bùn đất của mùa xuân, cơn mưa mùa hạ đã làm cho những người dân thành phố phải khốn đốn. Tất cả những con đường đã biến thành sông. Trong một nghịch cảnh là những dòng sông thực sự thì lại bị thu hẹp dần. Cùng với cơn mưa, người ta chờ đợi sự sinh sôi nảy nở của cỏ cây hoa lá, chờ đợi một tiếng dế kêu gian trong đám cỏ ở một góc xa vắng nào đó. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị thay thế bởi những âm thanh khác. Khi những ao hồ đã bị thu hẹp dần để nhường chỗ cho những tòa nhà cao tầng, thành phố mùa hè nhìn từ trên cao bừa bộn với những đại công trường. Lũ trẻ chỉ còn lại những khoảng sân chung cư nhỏ bé để vui đùa. Những khu chung cư cũ kỹ mà khoảng không gian cơi nới đủ cho thấy dân thành phố đã tăng lên nhanh chóng đến mức nào. Một vài chậu cây cảnh, một vài tấm bạt phủ càng khiến cho không gian này trở nên bức bối. Cái khu nhà mà tôi đang sinh sống cách đây 10 năm thì có rất là nhiều cây cối xung quanh. Tôi có thể dễ dàng nghe được cái tiếng chim hót vào buổi sáng và buổi chiều mỗi lần tôi đi học về. Thế nhưng mà cách đây 5 năm trở lại đây thì là những cái tưởng chừng như là rất là đơn giản đấy thì tôi đã không còn được nghe nữa rồi. Bởi vì bây giờ thì mỗi lần mở cửa sổ ra thì tôi chỉ được nhìn thấy tường thôi. Và khi bước chân ra khỏi nhà, mùa hè ập đến với khói bụi và những âm thanh hỗn độn mà giờ đây người thành phố hoặc đã quá quen tai, hoặc họ chẳng biết làm thế nào để thay đổi chúng.
vẫn là mát dịu hơn ngoài này. Nhưng mà ngoài này nóng cái là nó nhiều khi là nó bốc hơi, những cái hơi gió nó thốc vào mặt ấy, là nó vừa rát vừa nóng. Dường như giờ đây, trong thành phố này, dấu hiệu của mùa hè được nhận ra trước tiên ở cái nóng nực, ở sự đông đúc của những quán trà đá về hè. Thay vì âm thanh của tiếng run rế, tiếng ve hay những tiếng chim kêu trên những tầng cây xanh mát. Ở Hà Nội này mà tìm một cái chỗ để mà ngồi nó yên tĩnh trong lành ở Hà Nội thì rất khó. Khi đó những công viên hiếm hoi trong lòng đô thị sẽ trở nên đông đúc hơn. Người dân thành phố tìm đến những bóng râm, tìm sự yên tĩnh, thư thái trong tâm hồn và rồi để lắng nghe những âm thanh quen thuộc của mùa hè. Giờ đây trong những công viên rộng rãi nhất của thành phố cũng chỉ còn sót lại một vài chú chim sẻ loay hoay trên những cành cây hay bờ đá, kiếm tìm sâu bọ, châu chấu cào cào trong những đám cỏ đã được cắt tỉa gọn gàng, để rồi những tiếng kêu của chúng bị lẫn vào trong tiếng ồn ào của phố thị. Trước đây người ta phá cây cối ở đô thị cũng như ở nông thôn nhiều quá. Cho nên bây giờ người ta thấy rằng là cái hiệu ứng nhà kính mùa hè đến sớm là vì có những cái bóng cây, bóng mát, những thứ rất hạn chế, rất ít. Gọi là công viên của thành phố là đông người, chim chóc nó không tụ tập được. Ngay cả chim sẻ là cũng không có, mà chim thì cái chim châu mao, những con chim khác nó cũng không dám, bởi vì người rất đông. Ngay cái thời gian để ve nó kêu tôi cũng cảm thấy nó ít đi. Trước nó có những cái đêm dài hoặc là những mùa hè nó ve nó kêu ra giả nhiều cơ. Nhưng bây giờ vẫn đang mùa hè mà những cái tiếng ấy cũng gần như mất cả. Với những nhà côn trùng học, sự thưa thớt của tiếng ve cũng là một dấu hiệu thay đổi trong thế giới côn trùng. Cái sự hạn chế, cái sự biến mất của những tiếng ve hoặc là của các cái sinh vật nói chung, có thể nó diễn ra đột ngột ở chỗ này chỗ khác, nhưng mà thông thường thì cái quá trình đó diễn ra rất là chậm chạp, từ từ, và con người nhiều khi không cảm thụ được. Đến một lúc nào đó, cái sự nhảy vọt, một cái bước nhảy làm biến mất các loài, thì lúc đó chúng ta khó lòng có thể khôi phục lại cái sự đa dạng của các cái sinh vật trong cái môi trường sống của chúng ta. Các cái nhà cao tầng thì làm cho cái vườn hoa, vườn cây nó bị thu hẹp lại. Và chúng ta sống ở trong một cái môi trường thì cái môi trường như là một cái mái nhà lớn, và chúng ta chỉ sống ở dưới các cái mái nhà đó. Nhưng mà chúng ta lại vươn lên khỏi các cái mái nhà, làm cho cái môi trường đó bị hủy hoại. Và sinh vật thì cũng không còn cái nơi để trú ngụ, để làm tham gia vào cái cuộc sống, tạo nên cái gọi là phúc lợi môi trường. Phúc lợi môi trường
hay những điều tốt đẹp mà thiên nhiên mang đến trong đời sống của con người bây giờ đã bị hiểu theo một cách thực dụng hơn. Câu cá trong công viên, nuôi chim hay luyện cho chim hót, để cái khoảng tán cây nhỏ bé trước nhà, trước phố, thỉnh thoảng ríu rít vài tiếng chim, họ mong tìm thấy một chút thư thái ở trong này. Con người ngày càng có nhu cầu nhốt những gì thuộc về thiên nhiên vào một chỗ để tiện cho việc thưởng thức. Nhưng trước khi lắng nghe tiếng chim hót, con người nên nghe những âm thanh này. Tiếng của những con chim chưa từng biết đến một cành cây. Những lồng chim đã đem đến cho mùa hè một âm thanh khác, bức bối và ngột ngạt hơn. Không thể kiếm được một mẫu vật côn trùng nào ở thành phố. Ông Hiển tìm đến với vườn quốc gia Tam Đảo. Dẫu thường xuyên lên đây, nhưng dường như ông cũng bất ngờ với sự thay đổi của những cánh rừng nằm sát bên thị trấn. Được thiên nhiên ưu ái cho một nền nhiệt độ dịu mát quanh năm, thị trấn Tam Đảo nhanh chóng trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng. Những ngôi nhà được xây ngày càng nhiều, cao và nằm sát về phía những cánh rừng. Đi hơn 70 cây số, thứ mà ông nhìn thấy nhiều nhất lại vẫn là nhà và những ruộng su su đang lan dần tới đỉnh đồi. Chính ở đây, sự đa dạng của những loài sinh vật lại được nhìn nhận ở một nguy cơ khác. Ở các cái khu mà nhà cửa xây dựng thì cái sự đa dạng sinh học rất là hạn chế, chỉ có những loài côn trùng cứ sống gần người như là ruồi, muỗi, gián và một số loài kiến. Còn ở cái vườn su su đây thì cũng hạn chế một số loài mà nó thích hợp sử dụng cái nguồn thức ăn là cây su su hoặc là các loài kiến nó bò để mà tận dụng các cái thức ăn quanh cái cây su su. Rồi một số loài cào cào rất nghèo nàn, không được phong phú như là ở trên cái cánh rừng thì ở đó tồn tại rất nhiều các cái loài động vật, kể cả các chim, thú và các cái loài côn trùng mà ở dưới các cái khu vực dưới này chúng ta không tìm thấy. Như vậy cái tính phong phú của thiên nhiên nó tùy thuộc vào cái mức độ con người có thể bảo tồn nó như thế nào. Là một nhà côn trùng học, ông Hiển thường xuyên đi thực địa để kiếm tìm những mẫu sinh vật để làm phong phú hơn cho bộ sưu tập những tiêu bản các loại côn trùng, các loài bướm mà ông đang nghiên cứu. Công việc này tưởng như đơn giản ở giữa một xứ sở nhiệt đới phong phú những giống loài, nhưng giờ đây ông đã phải đi xa hơn, đến những vùng núi hay vào tận vườn quốc gia mới có thể bắt gặp những loài côn trùng vốn trước đây rất phổ biến ở các làng quê. Điều ông muốn làm là giúp cho mọi người có thêm những thông tin để hiểu rõ hơn, chính xác hơn về đời sống của những loài côn trùng. Các cái loài côn trùng có hại chỉ chiếm được 3-5% trong tổng số các cái loài côn trùng có mặt trên cái hành tinh của chúng ta. Đấy. Cho nên là cái số đó không lớn lắm. Đấy. Mà cái vai trò, cái vị trí của côn trùng nó có 10 cái vai trò, cái vị trí của nó. Thứ nhất nó là cái thức ăn cho các cái động vật hoang dã khác như là chim, bò sát, lưỡng cư, vân vân, kể cả thú nữa. Đấy. Nếu không có côn trùng thì
nó cũng không thể để được. Thứ hai nữa là nếu không có côn trùng thì 2/3 thực vật không thể thụ phấn được. Chúng ta sẽ không có hoa quả, không có cái thế giới xanh như bây giờ mình có. Cũng có một lý do khác nữa. Để một nhà côn trùng học, dẫu đã bước sang tuổi 70, vẫn tiếp tục những chuyến đi thực địa. Một lý do có vẻ như khá mơ hồ và đầy hoài cảm. Đi tìm những âm thanh tự nhiên, quen thuộc của mùa hè. Màn đêm dần bao phủ thị trấn. Đây cũng là thời điểm để những loài côn trùng đặc biệt ở vườn quốc gia Tam Đảo hoạt động. Nhưng chúng nhanh chóng bị thu hút bởi ánh sáng của những chiếc bóng đèn tỏa ra giữa rừng núi hoang vu. Khi những tiêu bản côn trùng trở thành món hàng lưu niệm bán cho khách du lịch, thì người dân Tam Đảo đã dùng chính ánh sáng này để bắt côn trùng. Trong cái việc mà săn bắt côn trùng thì một số người dân Tam Đảo đấy, đã dùng cái đèn cao áp và máy nổ đi lên những cái vùng núi, đỉnh núi xa xôi, và trên các đỉnh núi đó thì họ săn bắt các cái côn trùng. Tôi đã chứng kiến là họ thu được hàng rổ các cái loài cánh cứng về người ta ngâm và người ta bán, nhưng mà cuối cùng thì khách nước ngoài đến thu mua chỉ một vài con thôi, còn cái tài sản đó thì cuối cùng không ai sử dụng cả, nó hủy hoại đi. Âm thanh của mùa hè lại có thêm những tiếng vo ve của côn trùng quanh những chiếc bóng đèn. Thành phố 7 triệu dân nhìn từ trên cao, dòng người đông đúc không ngừng di chuyển để tránh cái nóng oi nồng của miền nhiệt đới. Nhưng chúng ta còn gì cho âm thanh của mùa hè? Chúng ta tìm thấy ở đâu một sự yên tĩnh giữa thành phố mùa hè? Những tòa nhà không ngừng được mọc lên, nhưng cũng không thể giúp cho chúng ta thoát khỏi cảnh lụt lội trước những cơn mưa dữ dội của mùa hè. Mùa hè có thể gợi nhắc cho chúng ta nhớ đến những khung cảnh êm đềm của làng quê. Một miền quê của đồng lúa, của hoa cỏ may và của những đứa trẻ yêu mến mùa hè. Ở đó chúng ta tin rằng sẽ có những đầm sen, hồ nước, những cánh đồng rộng rãi, những đứa trẻ chạy chân trần trên bờ cỏ, lẫn tiếng run rế và cào cào nhảy tung tách. Một bức tranh quê gần như ngưng lại trong tâm trí của chúng ta, không hề thay đổi suốt bấy nhiêu năm.
vậy? Ôi. Con hỏi con con sư tử. Trần. Đừng, ở đi. Và đuôi nói. Không phải những chuyến tàu đã phá vỡ âm thanh yên tĩnh của đồng quê trong một buổi chiều hè. Cái ồn ào sẽ sớm qua đi để trả lại cho cánh đồng sự yên tĩnh vốn có của nó. Cánh đồng sẽ bị đánh thức bằng những thứ âm thanh khác. Cũng trên những cánh đồng lúa và hoa màu, việc sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp đã trở nên phổ biến. Trên trái đất có khoảng 1 triệu loài côn trùng, trong đó có khoảng 500 loài ăn hoa màu và cây ăn quả. Cho đến nay, con người đã chế tạo được khoảng 40.000 loại thuốc trừ sâu. Chúng diệt trừ sâu bệnh, rồi diệt luôn cả những loài côn trùng có ích sống trên những tầng lá hay trên mặt đất, giúp ích cho việc thụ phấn. Chúng làm cho những loài giun dế và ếch nhái im tiếng suốt mùa hè, và những ấu trùng ve nằm im lìm vĩnh viễn trong lòng đất. Và khi đó, mùa hè còn có một thứ âm thanh khác, âm thanh của sự im lặng trên những cánh đồng. Và khi những chai lọ thuốc trừ sâu bị vứt xuống mương rãnh, những dòng nước ngấm đầy thuốc trừ sâu chảy xuống ao hồ sẽ làm cho số lượng các loài cá hay ếch nhái giảm sút. Khi đó những người nông dân sẽ sử dụng kích điện để đánh bắt. Một công cụ đánh bắt tận diệt thay cho những lờ đó, vó bè truyền thống, được chế tạo hết sức đơn giản. Chỉ cần một bình ắc quy nhỏ khoảng 12V trở lên, đem gắn với bộ kích điện, rồi đấu nối với hai thanh vật bằng sắt tự chế là có thể sục xuống những ao đầm mương rãnh để bắt cá. Những người nông dân như chú Năm không quan tâm nhiều đến những loài cá nhỏ nằm chết trên những mương rạch. Cứ như thể sau một trận mưa lớn, rồi sẽ lại xuất hiện những con cá trê, cá quả ở trong những mương nước ken đầy hoa lục bình. Đêm xuống, đám ếch nhái ánh ương lại phô trương tiếng kêu ồn ã, mời gọi bạn tình. Cả một cánh đồng cùng dậy lên tiếng kêu của côn trùng và ếch nhái. Vô tình, chúng tạo ra một bản hòa âm đặc biệt của mùa hè. Đó cũng là một phương cách sinh tồn của những loài động vật lưỡng cư trong mùa sinh sản. Nhưng đêm tối mùa hè, người dân quê bắt đầu mùa săn tìm ếch nhái trên các cánh đồng. Giờ đây, ở nhiều vùng quê, những đứa trẻ chỉ còn chơi trong những khoảng sân nhỏ. Những cánh đồng của thuốc trừ sâu đã trở thành một không gian xa vời và lạ lẫm. Nhưng cũng có khi trong một khoảng sân rất nhỏ như vậy, những dấu hiệu của mùa hè lại xuất hiện rõ ràng hơn. Con người ngày càng muốn đưa nhiều cây xanh vào không gian sống của mình.
họ như mơ hồ chống lại một cuộc xâm lấn của những khối nhà bê tông trước sự thưa vắng dần của những cây xanh trong tự nhiên. Mùa hè đã từng đến, rồi ở lại trong một góc nào đó, ở khoảng sân đầy nắng này. Một ngày mùa hè, ông Hiền đưa đứa cháu nhỏ của mình đến nơi ông làm việc. Căn phòng nhỏ mở ra một thế giới của côn trùng, thế giới của những loài bướm nằm trong những hộp kính. Có những loài mà giờ đây khó có thể tìm thấy trong tự nhiên, và hẳn cũng đã có những loài chưa kịp tìm thấy thì chúng cũng đã biến mất hoàn toàn khỏi tự nhiên. Trong căn phòng này, ông Hiền có thể chỉ cho cháu những loài ve lớn, nhỏ. Những chú ve thực đã từng đậu đâu đó trong một vòm cây ngoài kia. Nhưng giờ đây, chúng không còn kêu gian lên để báo hiệu mùa hè. Chúng đã nằm im lìm trong những hộp kính, như thể một chiếc xác ve mà hai ông cháu đã nhặt được trên hè phố. Trong khi ngoài kia, mùa hè đã trôi qua trong cái nắng rực rỡ nhất của một miền nhiệt đới.